Ngày 31, người có tình yêu đích thực. Con người tràn đầy Chúa Thánh Thần thì thật sự quảng đại. Và đó là lý do tại sao người đó phản ứng rất quảng đại với bất cứ ai đó cần đến họ. Họ không cần phải có một động lực hoặc chuẩn bị để có thể làm một công việc tốt. Đó là điều xuất phát từ trái tim. Khi chúng ta có một tình bạn sâu sắc hơn với một người nào đó, chúng ta sẽ luôn phải cho đi một điều gì đó. Và đôi lúc, khi chúng ta đang tìm kiếm một chút yên tĩnh, một người nào đó đến cầu sự giúp đỡ của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta có một ý tưởng sai lầm về hạnh phúc, chúng ta sẽ cảm giác như những người này đến đánh cắp thời giờ của chúng ta và thứ gì đó của chúng ta. Chúng ta sẽ lẩn tránh họ, hoặc một cách đơn giản, chúng ta sẽ chịu đựng họ nhưng lại căng thẳng trong đầu. Nhưng ai đó oán giận hoặc ích kỷ, họ tìm kiếm Thiên Chúa để giải thoát mình khỏi sự làm phiền của người khác, sẽ không phải là một nhà huyền bí đích thực. Người đó sẽ chỉ là một kẻ điên cuồng khủng khiếp, hoặc một người bị bệnh sử dụng Thiên Chúa để che giấu sự bất lực về tình yêu thương của mình. Nếu đôi lần chúng ta đã yêu thương ai chân thành, chúng ta biết rằng tình yêu thật giá trị. Nếu một ngày chúng ta đã thật sự là một người quảng đại, chúng ta thấy rằng điều đó làm ta hạnh phúc. Một tâm hồn quảng đại sống tốt hơn. Nhưng vì tình yêu không được sinh ra hoặc phát minh với năng lực con người, tình yêu cần được cầu xin như một món quà tuyệt vời của Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và dạy con biết yêu thương.